Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi dòng CUV quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Carens phiên bản SX. SX là cái phiên bản đủ số tự động quý bạn nhé. Phiên bản đủ xe được trang bị nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe này. Ghế lái chỉnh điện này, cửa sổ nóc, điều hòa tự động, đèn pha bi xenon, đèn LED quý bạn nhé, đầy đủ hết rồi. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và chạy 6 vạn chuẩn km quý bạn ạ. 2013 mà chạy 6 vạn chuẩn đấy quý bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Tất cả là còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 360 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens phiên bản SX số tự động 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số điện thoại của chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carens phiên bản SX sản xuất năm 2013, lăn bánh 6 vạn km, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Carens 2013 phiên bản SX, số tự động, tên tư nhân, biển Hà Nội này, thưa với quý vị và các bạn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 360 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.